Mỗi ly này có tên gọi là DJ Royal Tinger 2-in-1 New. Bây giờ mình sẽ quay xa hơn để mọi người thấy rõ được những cái hiệu ứng của đèn. Cây đèn này phù hợp cho mọi người mua trang trí cho quán bar, vũ trường, beer club, những phòng karaoke, những quán cà phê nhạc DJ sôi động. Mình sẽ thêm khói để mọi người thấy rõ được những cái luồng tia của đèn hơn. Đèn này nó kết hợp giữa đèn LED với tia 7 màu và đèn laser. Nó có chế độ cảm ứng theo nhiệt và chạy auto tự động. Đèn sử dụng tốt cho không gian từ 15 cho đến 50 mét vuông. Bài đang quay và giới thiệu đèn thực tế tại showroom của công ty bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Bose L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.